Xin chào tất cả anh em nhé. Chương trình hôm nay anh em thấy khét không anh em? Sóc đứa sảnh Vinh Quang. Nhìn pha nào ra pha đấy anh em. Sảnh như mẹ lá chuối anh em ạ. 7m lên 16m. Giờ tiếp tục đi vào quất nhanh em. Còn anh em xem video thì đừng quên cho một nút like, một nút đăng ký kênh anh em. Cầu kèo này ngon phết anh em ạ. Thắng tay này mình vẫn tiếp tục bật cây ba đỏ anh em ạ. 5-5. Làm quả mẹ phun vị đây anh em. Câu đẹp thì lại còn siêu phẩm, còn câu xấu thì lại chả có gì. Bú phun nào. Ai sải ơi, khoe phát cho anh em sảnh mẹ lá chuối anh em ạ. Thành ra vào tự tin tay lại mõm. Căng đấy nhở. Câu này bắt bừa bốn đỏ đi nhở. 3m đi. Lên, ok cho anh em. Đó mới gọi là đẳng cấp anh em ạ. Hay quá nhỉ. 49. Của ai? Của tôi chứ của ai nữa. Ok, vào tiếp 3 thâm này anh em. Làm quả mẹ full luôn này. Ba trắng cũng được, miễn sao ba con là ok. Ok ba thâm. Lúc mà mình chơi con sóc đĩa này cũng khá hay. Bắt cầu kèo thì cứ phải là 50 trên 90%. Còn anh em nào muốn giao lưu con biển đỏ với lại con mana mùa win xếp số 8 thì link tải đi mà trải nghiệm có để dưới phần mô tả bình luận cho anh em tải. Anh em tải về thì mình chúc anh em may mắn chiến thắng nha anh em. Còn 3 con anh em, khả năng tay mình sẽ vào 2 con. 2 con là lót 4 đầu xem kết quả nó đi về đâu. Mới khoai này. Mỗi bên hai khoai anh em ạ. Khoai này chốt kèo nha anh em. Ăn cũng chốt, không ăn cũng chốt anh em. Đánh nhanh mà rút gọn ơi. Ách xài ơi, ăn thì đánh tiếp chứ, gấy thì nghỉ. Ăn đồ 104. Thế là của ai? Của mình chứ của ai nữa. Ôi, nhẹ cái xem có nằm hai phát không. Làm tròn 1 lít nhỉ anh em. Cách chơi đơn giản và tự tin. Mỗi ngày mình cứ kiếm lái 100 100. Ấy, mẹ chấm rõ chứ ngày cứ đều đều sao được. Chẳng qua mẹ may mắn thôi các bác ạ. Thôi làm tròn 100. Không có tham gì nữa anh em ạ. Hay quá anh em ạ. Tự đánh tự cảm giác hay chứ anh em. Vào làm được mấy cây, tí vẫn tiếp tục đi vào bắt tiếp. Mình sẽ kết thúc video ở đây nha anh em ơi. Hẹn anh em ở những cái video sau. Rồi, bye bye anh em nhé.